Tổng cục thuế vừa có văn bản yêu cầu cơ quan thuế địa phương rà soát thống kê toàn bộ các tổ chức, cá nhân bán hàng livestream trên địa bàn quản lý. Theo đó, Tổng cục thuế yêu cầu rà soát toàn bộ tổ chức cá nhân livestream bán hàng ở các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok. Từ đó, cơ quan thuế sẽ thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế với các trường hợp có dấu hiệu rủi ro, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý nếu có dấu hiệu cố tình vi phạm pháp luật về thuế. Cục thuế các địa phương cũng được yêu cầu phối hợp với nhau nếu cơ quan thuế tại địa phương khác đề nghị rà soát tổ chức cá nhân có thu nhập cao qua bán hàng livestream.